chiều ngày 2 tháng 6 năm 2023, Viện Nghiên cứu Da Thẩm mỹ Quốc tế FOB phối hợp với Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Thẩm mỹ FOB tổ chức hội thảo công bố ấn phẩm da liễu học Mekong lần thứ nhất, báo cáo thường niên chuyên ngành da liễu thẩm mỹ đồng bằng sông Cửu Long 2022 và ký kết các hợp tác trong nghiên cứu khoa học và đào tạo ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Ấn phẩm da liễu học Mekong lần thứ nhất, báo cáo thường niên chuyên ngành da liễu thẩm mỹ đồng bằng sông Cửu Long 2022 với chủ đề thực trạng và xu hướng phát triển chuyên ngành da liễu thích ứng với đặc trưng sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây là ấn phẩm đầu tiên được thực hiện bởi Viện Nghiên cứu Da Thẩm mỹ Quốc tế FOB và Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Thẩm mỹ FOB. Ấn phẩm do Phó Giáo sư Tiến sĩ Quỳnh Văn Bá và Tiến sĩ Quỳnh Văn Tùng chủ biên cùng với các cộng sự phối hợp thực hiện. Báo cáo thể hiện khá đầy đủ các khía cạnh liên quan đến hoạt động phát triển ngành da thẩm mỹ của vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhằm cung cấp thông tin cho tổ chức cá nhân trong ngành về chính sách phát triển, xu hướng, diễn biến của các mô hình bệnh da, hệ thống ấn phẩm và dịch vụ cung ứng trong ngành. Tiếng nói của các nhà chuyên môn, người tiêu dùng và các hàm ý chính sách ở cả khía cạnh vĩ mô lẫn vi mô vì mục tiêu phát triển ngành da thẩm mỹ đồng bằng sông Cửu Long hiệu quả và bền vững. Biểu khai mạc hội thảo, Thạc sĩ Nguyễn Văn Nguyên, Giám đốc VC và Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Thẩm mỹ FOB bày tỏ sự vui mừng và hân hạnh đón tiếp quý lãnh đạo, chuyên gia và doanh nghiệp đến tham dự hội thảo công bố ấn phẩm da liễu học Mekong lần thứ nhất. Thay mặt cho đơn vị tổ chức thực hiện ấn phẩm, ông Nguyên bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến Phó Giáo sư Tiến sĩ Quỳnh Văn Bá và Tiến sĩ Quỳnh Văn Tùng đã cùng với các cộng sự biên soạn thành công ấn phẩm. Do đây là ấn phẩm đầu tiên được công bố, ông Nguyên hy vọng ấn phẩm sẽ được đón nhận và mong được nhận thêm nhiều đóng góp để đơn vị tổ chức có thêm nhiều cơ sở khuyến nghị với các cơ quan chức năng. Hội Da liễu Việt Nam và đội ngũ các nhà chuyên môn, các giải pháp phát triển ngành da thẩm mỹ vùng đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới. Tại hội thảo, Tiến sĩ Quỳnh Văn Tùng với vai trò đồng chủ biên đã chia sẻ về một số điểm nhấn trong hiện trạng và định hướng phát triển chuyên ngành da liễu thẩm mỹ ở đồng bằng sông Cửu Long. Ấn phẩm là một công trình nghiên cứu khoa học ý nghĩa của chuyên ngành da liễu nói riêng và lĩnh vực y tế nói chung của đồng bằng sông Cửu Long. Là ấn phẩm đầu tiên đánh giá đầy đủ các khía cạnh của thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển chuyên ngành da liễu thẩm mỹ được thực hiện ở đồng bằng sông Cửu Long, đảm bảo cả về giá trị khoa học và thực tiễn. Là người khởi xướng cho các ý tưởng xây dựng và phát triển ấn phẩm da liễu học Mekong, Phó Giáo sư Tiến sĩ Quỳnh Văn Bá đã cùng với các cộng sự của mình tập hợp các kết quả nghiên cứu, kết nối với mạng lưới bác sĩ, bệnh viện, cá nhân và tổ chức để mang đến bức tranh thực trạng chuyên ngành da liễu thẩm mỹ ở đồng bằng sông Cửu Long với các góc nhìn đa chiều sâu sắc và thực tiễn. Tại hội thảo, ông đã chia sẻ về các giá trị cốt lõi của ấn phẩm báo cáo thường niên chuyên ngành da liễu thẩm mỹ đồng bằng sông Cửu Long năm 2022. Chủ đề thực trạng và xu hướng phát triển chuyên ngành da liễu thích ứng với các đặc trưng vùng sông nước đồng bằng sông Cửu Long và các định hướng phát triển. Với vai trò là người kết nối để thực hiện những ý tưởng phát triển chuyên ngành da liễu mang đến những lợi ích thiết thực cho cộng đồng da liễu ở đồng bằng sông Cửu Long, ông kỳ vọng ấn phẩm sẽ là một trong những phương tiện mang tính nền tảng cùng với các diễn đàn khoa học sẽ kết nối với nhiều cá nhân và tổ chức hoạt động trong lĩnh vực da liễu nói riêng, chăm sóc sức khỏe nói chung, cùng chung tay san sẻ và đóng góp vì sự phát triển của chuyên ngành da liễu ở đồng bằng sông Cửu Long, góp phần vào sự phát triển bền vững của vùng và đặc biệt là nâng cao năng lực thích ứng của người dân về bảo vệ sức khỏe da trước các tác động trong quá trình sinh kế và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Tại hội thảo, các chuyên gia phản biện tham dự có những chia sẻ nhận định tích cực về ấn phẩm. Các chuyên gia đánh giá, ấn phẩm thực sự là một tài liệu hữu ích
có sự lan tỏa và kết nối, có ý nghĩa trong việc dự phòng và điều trị các bệnh da liễu, đặc biệt đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long, có những điều kiện tự nhiên vừa thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, nhưng cũng đồng thời có không ít các yếu tố liên quan đến các bệnh lý da liễu. Các chuyên gia cũng nhận định, ấn phẩm là cần thiết và phù hợp trong bối cảnh đồng bằng sông Cửu Long sẽ được phát triển hợp lý về kinh tế, xã hội, môi trường. Đặc biệt là khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên theo 3 vùng: nước ngọt, nước lợ và vùng nước mặn. Được gọi là vùng thượng đồng bằng, vùng giữa và vùng ven biển Việt Nam. Song song đó là sự phát triển không thể tách rời của đồng bằng sông Cửu Long với khu vực hạ nguồn sông Mekong. Ngoài ra, một giá trị khác được các chuyên gia nhận định đó là ấn phẩm còn là một kênh tài liệu giúp người học, người đọc có thêm những thông tin về thực trạng, xu hướng, từ đó định hình cho mình các hướng đi trong nghề nghiệp cũng như phát triển sự nghiệp trong tương lai. Tại hội thảo, ban tổ chức chúc mừng các chuyên gia, nhà khoa học đã đạt được những thành tựu mới trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng, được xem là sứ mệnh của ngành y tế, góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển bền vững kinh tế đất nước. Cảm ơn sự đồng hành của ba đơn vị: Công ty Cổ phần Ereda, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại DMP Việt Pháp và Viện Chăm sóc da FOB đã đồng hành với ấn phẩm da liễu học Mekong lần thứ nhất, báo cáo thường niên chuyên ngành da liễu thẩm mỹ đồng bằng sông Cửu Long năm 2022. Hợp tác trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học là một trong những hoạt động trọng tâm của FOB trong nhiều năm qua. Chính nhờ sự hợp tác đã thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động nghiên cứu, phát triển và đào tạo, đáp ứng được nhu cầu thực tiễn trong lĩnh vực chăm sóc da thẩm mỹ. Tại hội thảo, đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa FOB và các đơn vị đồng hành: Bệnh viện Da liễu Đồng Tháp, Bệnh viện Da liễu Đồng Nai, Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Bạc Liêu, Trường Cao đẳng Y tế tỉnh An Giang, Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Kiên Giang và Công ty Cổ phần Ereda. Tại hội thảo đã diễn ra tọa đàm trao đổi ý kiến của các chuyên gia về những giải pháp để phát triển mô hình chăm sóc da thẩm mỹ cộng đồng tại đồng bằng sông Cửu Long. Hội thảo đã khép lại trong bầu không khí đầm ấm nghĩa tình. Xin trân trọng và cảm ơn các lãnh đạo, các nhà khoa học, các nhà chuyên môn từ các bệnh viện, viện trường trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, các đơn vị đồng hành đã tạo nên sự thành công cho sự kiện lần này.